Khánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có rất nhiều những kinh nghiệm lưu truyền trong dân gian. Ví dụ nhiều người thường nói rằng đa dâm hại thận, đàn ông quan hệ nhiều sẽ bị suy thận và thậm chí là chỉ cần xuất tinh nhiều cũng sẽ gây suy thận. Ngay cả nhiều bác sĩ tình dục cũng giải thích cho mọi người rằng quan hệ tình dục thường xuyên sẽ dẫn đến suy thận. Nhưng điều này có thật sự đúng không? Trong video này thì Khánh Ngọc khẳng định một điều là chất lượng thận của bạn không liên quan gì đến việc bạn quan hệ tình dục thường xuyên cả. Dù bạn quan hệ 100 lần một ngày cũng không làm thận của bạn bị hỏng. Nhưng điều ngược lại, nếu thận của bạn có vấn đề thì chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề quan hệ tình dục. Chúng ta đều biết rằng mỗi người có một định nghĩa khác nhau về sự quá thường xuyên. Một số người cho rằng chỉ cần quan hệ tình dục mỗi tuần một lần là đủ, thế cũng được coi là thường xuyên. Nhưng một số người cho rằng quan hệ tình dục hai lần một tuần vẫn là quá ít. Vì vậy, trước tiên mọi người phải hiểu tần suất quan hệ tình dục quá thường xuyên là bao nhiêu. Con số vàng người ta đưa ra cho những người có sức khỏe tốt là từ 2 đến 3 lần một tuần. Nhưng có những người quan hệ đến 3-4 lần trong một đêm. Và rõ ràng là quan hệ tình dục không thể gây suy thận được. Điều này được khoa học mới chứng minh và khẳng định cho rằng hoạt động quan hệ tình dục và thận hoàn toàn không liên quan. Đừng bao giờ nghĩ là quan hệ tình dục sẽ làm hại đến thận. Hãy xem chức năng của thận và hoạt động của nó. Thận sản xuất nước tiểu. Nước tiểu đi đến bàng quang rồi ra ngoài qua niệu đạo. Còn tinh dịch thì sản xuất trong tinh hoàn, sau đó được vận chuyển đến túi tinh tuyến tiền liệt và sau đó được tống ra ngoài qua quy đầu của cậu nhóc. Nếu nhìn vào hoạt động này thì chúng ta sẽ thấy hai cơ chế hoàn toàn khác nhau, giống như chỉ là cùng một lối thoát. Nước tiểu và tinh dịch thoát ra ngoài cùng một chỗ. Còn vấn đề khác thì hai bên sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Mặc dù người ta chứng minh rằng tinh trùng bị già và chết thì thường được đào thải ra ngoài theo nước tiểu. Nhưng chắc chắn là trong khi đi tiểu, bạn không thể xuất tinh. Cả hai hoạt động không thể diễn ra cùng một lúc. Vì vậy, dù bạn có quan hệ tình dục và xuất tinh thường xuyên đến đâu cũng không ảnh hưởng đến thận. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, nếu thận của bản thân bạn không tốt thì bạn khó có thể quan hệ tình dục được nhiều. Bởi vì khi thận không tốt, bạn sẽ mệt mỏi, không có cách nào để quan hệ tình dục. Khi thận yếu, bạn dễ có cái nguy cơ là thiếu máu, cơ thể mệt mỏi và suy nhược, chức năng sinh lý vì thế cũng sẽ yếu theo. Mọi người thường nghĩ rằng là bất cứ điều gì liên quan đến cơ quan sinh sản đều liên quan đến thận. Vì thận giống như một ngăn kéo theo quan điểm của y học cổ truyền. Nó bao gồm hệ sinh sản và hệ tiết niệu. Vì vậy, khi hệ thống của bạn có vấn đề, chẳng hạn như thiếu nước gây ra các vấn đề về thể chất, thì sẽ được phân loại là suy thận. Tuy nhiên, nó không bao gồm quan hệ tình dục. Rõ ràng nó không liên quan đến việc quan hệ nhiều hay ít, mà bản chất của thận bị yếu là do các nguyên nhân khác nhau. Ví dụ các bệnh lý ở cầu thận, bệnh đái tháo đường, huyết áp cao hay sỏi thận khiến thận dễ bị tổn thương, xơ hóa. Ngoài ra thì chế độ sinh hoạt thiếu khoa học như thường xuyên căng thẳng, không ngủ đủ giấc, dùng chất kích thích hay là ăn quá mặn thì cũng tác động xấu đến chức năng thận. Bên cạnh đó thì những người cao tuổi cũng có xu hướng dễ bị thận yếu hơn do quá trình lão hóa. Vì thế, hãy bác bỏ thông tin không chính xác rằng quan hệ tình dục nhiều sẽ hại thận, quý vị nhé. Có một câu chuyện hoang đường khác nữa về ham muốn tình dục. Câu chuyện này liên quan đến phụ nữ. Người ta nói rằng là con gái càng có nhiều lông mu thì ham muốn tình dục càng mạnh mẽ. Hoặc là con gái mà có lông chân, lông tay nhiều thì cũng là những cô gái dâm đãng. Nhưng điều này có đúng không? Các nhà khoa học khẳng định rằng lượng lông mu ở bé gái không liên quan đến ham muốn tình dục của phụ nữ. Nhưng ngược lại, nó có liên quan đến nội tiết tố của đàn ông. Đối với đàn ông, nội tiết tố nam có liên quan đến ham muốn tình dục.
Nhưng đối với phụ nữ, việc lông nhiều không liên quan đến ham muốn này. Ở con trai, nội tiết tố nam sẽ kích thích và làm cho lông mọc nhiều hơn so với phụ nữ. Nếu người phụ nữ có nhiều nội tiết tố nam thì cũng làm cho lông ở một số bộ phận mọc rộng và dày hơn. Nhưng một phụ nữ có nhiều nội tiết tố nam lại không hề có ham muốn tình dục quá nhiều như mọi người nghĩ. Trong khi nội tiết tố nam chỉ làm tăng ham muốn đối với đàn ông mà thôi các bạn ạ. Do vậy, người đàn ông có lông mọc nhiều là người mà có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn những người đàn ông khác. Ngoài ra, một phụ nữ lông mu nhiều chưa chắc đã có nhiều nội tiết tố nam, mà nó có thể là do các vấn đề về nội tiết, do mắc bệnh về hệ thống hoặc cơ quan, dẫn đến tình trạng là rậm lông. Không phải phụ nữ có nhiều lông là có bệnh, nhưng nếu lông mọc rậm bất thường ở một số vị trí thì phụ nữ cũng nên đến gặp bác sĩ để mà tìm hiểu vấn đề, xác định nguyên nhân là gì. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng việc có nhiều hay ít lông còn liên quan đến gen và chủng tộc. Việc có nhiều hay ít lông mu cũng không phải là tốt hay là xấu, mà nó chỉ thể hiện cấu trúc hay tính cách của một người. Nó cũng giống như đàn ông mọc râu vậy. Một người có râu tóc xồm xoàm thì có thể họ giữ tướng và tính cách họ mạnh mẽ, đúng không ạ? Số liệu khoa học cho biết số lượng lông mu bình thường ở phụ nữ là khoảng từ 1.000 đến 2.000 sợi. Bên cạnh những thông tin Khánh Ngọc nêu ở trên thì sự phát triển của lông trên cơ thể còn liên quan đến androgen. Nếu như lông mu mọc nhiều chứng tỏ là sự điều hòa tiết androgen bình thường. Androgen thì có thể kiểm soát sự phát triển của lông trên cơ thể và cũng là những hormone quan trọng kiểm soát các đặc điểm sinh dục thứ cấp. Một số người phụ nữ hoàn toàn không có lông mu, nó phát triển rất muộn hoặc không bao giờ có lông mu trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên thì những người này cũng không gặp vấn đề gì về tình dục, họ vẫn có những ham muốn bình thường. Lông mu và lông nách cũng không tỷ lệ thuận với nhau, và đặc biệt là không thể có lông nách nếu không có lông mu. Số người không có lông mu chiếm khoảng 2,7%. Có hai lý do khiến phụ nữ không có lông mu. Một nguyên nhân đó là nồng độ androgen ở phụ nữ thấp. Nguyên nhân khác là các thụ thể androgen ở nang lông, vùng mu và nách không nhạy cảm với androgen hoặc có những khiếm khuyết khác. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy trong video này thì Khánh Ngọc đã chia sẻ về hai điều đang bị nhiều người hiểu lầm. Thứ nhất, đó là tình dục không ảnh hưởng đến thận, chỉ có thận yếu mới ảnh hưởng đến tình dục. Bạn có thể quan hệ nhiều lần nếu như quả thận của bạn khỏe và điều đó không làm cho thận của bạn yếu đi. Thứ hai là phụ nữ có lông mu rậm hay thưa đều không liên quan gì đến ham muốn của họ cả. Đừng nên có những hiểu lầm ngây ngô như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.